Bộ phim Tự Cổ Anh Hùng Xuất Thiếu Niên. Tập 1. Người lại tới gây rối nữa. Đánh! Không diễn nữa sao? Để ta diễn. Hết chiêu rồi sao? Ta chém chết ngươi. Hả? Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Phải đó, đánh chết đến chết rồi. Hắn đánh chết Đinh Tiểu rồi. Đánh chết rồi, đánh chết Đinh Tiểu à. Nè, mau tỉnh dậy đi. Không sao chứ? Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mau lên. Nè. Ngươi có chuyện rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đi đi. Giải tán đi. Bố Lật Gia, sao lại là ngài? Bà ban chủ, đám trẻ đó của ông không chỉ có da đầu da kép khoa chân múa tay, mà trên người của mỗi một đứa đều có công phu quyền cước trên giang hồ. Bố Lật Gia, ngài quá lời rồi. Thật đắc tội, thật đắc tội. Bố Lật Gia, mời vào trong. Không cần đâu,
ta đi ngang qua đây, bỗng nhiên nghe ở đây huyên náo như vậy, nhất thời tò mò nên mới vào coi thử thôi. Bố Lật Gia, mời ngài vào trong. Không cần đa lễ. Xin cáo từ. Cười cái gì hả? Vô nhà mau. Tàn Kinh Cát, Địa Linh Nhân Kiệt. Đại võ Nhược Khuyết. Phật. Sốt ruột phải không? Bây giờ đây làm cái gì? Cũng may là không bị thương. Bây giờ nhà nhanh đi. Hay lắm, thân thủ không tệ chút nào. A Di Đà Phật, thí chủ quá khen rồi. Đúng là quá khen rồi. Nếu không ông cũng không bị quăng ra ngoài. A Di Đà Phật, bần tăng được người ta nhờ tới đây giao tranh, không nghĩ là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó gặp. Được đó, hôm nay ông đã gặp Diêm Vương rồi, nói tôi nghe thử đi. A Di Đà Phật. Thôi đi, ông đừng luôn miệng nói A Di Đà Phật hoài. Ông chưa gặp Diêm Vương hay sao? Đem cái gì đó đưa tôi coi thử đi. Núi trong bức họa này hình như là núi ở Nhật Bản.
đã nói với mấy đứa bao nhiêu lần rồi, người ta là bối lật gia, tới chỗ chúng ta chỉ là vui chơi thôi. Các con giỏi lắm, hở ra là chơi người ta không cần biết là ai. Nói đi, hôm nay ai ra tay trước? Không nói chứ gì hả? Được, coi bộ hôm nay không ai muốn ăn cơm rồi, phải không? Sư phụ, tại hắn đoạt thương của Thiên Hồng, tụi con... Diện mồm của con thích cãi lắm hả? Thiên Hồng, dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn cơm. Xuống đây, đi ăn cơm thôi. Cái thằng nhóc này, nếu ngươi dám lén bỏ chân xuống, hôm nay mông của ngươi đừng hòng được yên. Sao con không đi ăn cơm? Sư phụ ạ, người tha cho Đỗ lão đại đi. Tại sao vậy? Tụi con đều biết Bối Lạc gia tới đây vì người mà sư phụ che giấu. Lúc đó tụi con chỉ muốn giúp người che giấu người đó mà thôi. Không được nói bậy. Phải nhớ, chuyện này sau này không ai được nhắc tới, cũng không được nói ra ngoài. Phải nhớ nha. Con biết rồi. Đi thôi, ăn cơm. Đi nào, ăn cơm. Đi. Tương thân Dương phủ. Còn lớn gan thật, đồ của ta cũng dám lấy hả? Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Linh ứng tự, chiếu phổ quan Phật. Linh ứng tự, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thí chủ đêm khuya tới đây, không biết là có chuyện gì hay không? Bần tăng thánh tạng muốn tới quý tự làm thiện, mong đại sư hãy cho phép. À, thì ra là thánh tạng thiền sư. Không biết thiền sư có thể tu hành không? Cầm lấy coi đi. Linh ứng tự lâu năm không tu sửa, đèn nhang rất ít, cũ nát khó coi, sợ tiếp đãi không chu toàn, làm phiền thiền sư hay dời bước, mời tới chùa khác tu tập. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Đã quấy rầy đại sư nghỉ ngơi, đắc tội, bần tăng cáo từ. Con núp trong đó làm gì? Không mau ra đi.
Sư phụ à, từ trước tới giờ người luôn rộng rãi với người khác, tại sao đêm nay sao làm khó Thánh Tạng Tiền Sư vậy? Thiết Bưu à, ngày mai phải đi xuống núi một chuyến đi. Xuống núi làm gì? Không khí ẩm ướt, sợ là ngày mai trời sẽ đổ mưa nữa. Tỉnh thủ hư trí. Ban chủ đi đường vất vả rồi. Làm phiền tứ gia tới đây, đa tạ. Ban chủ mời. Mời. Hôm nay gấp gáp, hẹn ông tới chỗ này là Trần đà chủ có chuyện muốn thương lượng. Trần tổng đà chủ tới rồi. Sắp tới rồi. Nghịch tặc của thiên địa hội. Thức thời thì đi theo ta một chuyến, nếu không thức thời, giết không cần hỏi. Tên chó săn này, có chiêu thức gì ngươi sử dụng hết đi. Hôm nay tứ gia sẽ cùng luyện với ngươi. Đúng vậy. Hôm nay chân tay của ta rất ngứa ngáy, đang muốn thư giãn gân cốt một chút. Hey!
giỏi. Bàn chủ, tình hình có biến. Ông đi trước đi, tôi báo cho tổng đài chủ. Tứ gia. Lên ngựa đuổi theo. Đổ pháp xung quanh. Thiệu phủ. Bằng lan sứ. Trọng nhãn. Tam thập công danh trần giữ thổ. Bát thiên lý lộ dân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn. Bạch liễu thiếu niên đầu. Không bi thiết. Đệ là muốn luyện chữ hay là muốn luyện chân đây? Ta... Mai mất. Để mà uống canh trước đi. Ta muốn đi nhà xí. Uống canh trước. Ta muốn đi nhà xí. Luyện chân hả? Ta là một nam tử hán đại trượng phu mà sợ một tiểu nữ tử như tỷ sao? Thiệt bưu. Sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Con mới đi đâu về? Con mới ra ngoài đi dạo một chút. Đá ta một cái. Hả? Sư phụ ạ, chuyện này... Đá. Ồ. Hết.
Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, ta dạy võ công cho con là để thân thể khỏe mạnh, không phải để xen vào chuyện giang hồ. Sư phụ à, lúc nãy ở trên đường cô thấy cả một đám người ăn hiếp hai ông già, cô thực sự cảm thấy rất chướng mắt, sao họ có thể làm như vậy, cho nên cô mới... Được rồi, không cần nói nữa. Sư phụ. Tỷ có kế trường lương, ta có kế leo tường. Ngày nào cũng đứng tấn, sao vẫn đứng không vững chứ? Vĩnh, một chút nhãn lực cũng không có, còn làm cao thủ đại nội cái gì? Coi tường, coi tường đi, coi tường. Mời vào trong, mời vào trong. Xin mời vào trong. Ê, à, đưa tiền nè. Tiền đâu? Ê, xin mời, xin mời. Ê, 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 ôi, ôi, dạ. Nè, đúng là to gan thiệt mà. Tính cô cọp hả? Biến, biến, biến. Người mới là lớn gan đó. Mời vào trong. Lão gia, mời. Đi. Mời vào trong. Mau, mau đổi nón vào đi. Đi, chị con nè. Đi. Thiên Hồng, hôm nay có đóng vai gì vậy? Ý. Thiên Hồng, hôm nay sao quá trang mặt trắng như vậy chứ? Thiệu Dương à, coi tuồng cũng đưa mẹ theo sao? Mắt người bị cái gì vậy? Đây là nương tử của ta. Nương tử à? Nương tử, là nương tử của cậu ấy, là nương tử đó, nghe chưa? Lão gia, coi xong rồi, chúng ta ra ngoài đi. Đi, chúng ta đi coi tuồng. Đi rồi kìa. Là nương, đây là nương đó, tử của ta. Chúng ta ngồi đây đi. Xin mời, xin mời. Mời ngồi coi đi. Mời ngồi, mời ngồi. Tự nhiên nha. Ngồi đây nè. Được rồi. Nghe nói tuồng hôm nay hay phỏng đây. Tôi rót trà cho ông nha. Phải đó. Đậu phỏng đây. Đậu phỏng đây. Đậu phộng đây. Thằng bánh đi. Đậu phộng đây. Hôm nay tụt hay đó. Ta muốn ăn đậu phộng. Ta nói ta muốn ăn đậu phộng.
Nè, cho tỷ. Tỷ cũng ăn đi. Hay. 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 Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Hay hay. Lâu lâu còn sướng mắt thiệt chứ. Hay. Hay. Hay thiệt, hay thiệt ha. Hay, nó hay. Có võ thiệt đó. Hay. À. Ăn thì cũng đã ăn xong rồi, tuồng cũng đã coi xong. Lão gia nên trở về phủ rồi. Dẫn ta về phủ đi. Xin mời ghé mua, cô nương ơi. Ghé coi, ghé coi. Đinh Tiểu, làm mau lên đi. Tiểu Bạch, mặc đồ mau lên. Được, cũng sắp xong rồi. Nè. Ý. Ông tìm ai? Cậu bé, đi nói với ban chủ của cậu, có Hát Tư Giao tới tìm. Ờ, dạ, ông đợi một lát. Sư phụ à, sư phụ. Hả? Nè. Cầm cái này. Sư phụ. Hả? Sư phụ à, Hát Tứ Gia tìm người. Ờ, xếp lại đi, mau lên. Dạ. Tứ Gia. Ban chủ, đã đỡ hơn chưa? Ờ, không sao rồi. Hôm qua cũng nhờ Tứ Gia xuất thân cứu tôi, hạt lĩnh đa tạ. Ôi, hôm qua nếu không có quý nhân âm thầm cứu giúp, đám chó săn kia chúng ta không dễ đối phó. Đúng vậy. Ờ, Tứ Gia, tìm tôi có chuyện gì sao? Ôi, A Nhĩ Thái hẹn thời gian và địa điểm với người Nhật Bản xong hết rồi. À. Tứ Gia, chúng ta qua kia đi. Được. Đại Hùng Bảo Điện. Đại sư ra tay không thấy tay,
quyền đánh tới không biết. Thân trí tương thông, hôm nay khiến cho Cận Nam mở rộng tầm mắt. Trần đà chủ, cất bước như mèo đi, vận động như kéo tơ, lão nạp cũng thấy tràn đầy cảm xúc. Đại sư quá khen. Đại sư võ công cái thế, nhưng không màng danh lợi. Cận Nam đã gặp tiền bối tri kỷ, cả đời không tiếc. Trần đại chủ quá khen rồi, chúng ta qua bên này nói chuyện. Mời. Thiết Bưu. Sư phụ. Chào Trần đại chủ đi. Trần đại chủ. Trần đại chủ mời. Sư phụ mời. Trần đại chủ có chuyện gì tới thăm Hàn Tự, xin cứ nói thẳng. Đại sư tuệ tâm hơn người, Cận Nam thực không dám giấu. Mời nói. Gần đây Thiên Địa Hội nhận được mật báo, Hoàng Thúc A Nhĩ Thái bắt đầu hành động. À, mời. Ông ta đã chuẩn bị quân phí để khởi nghĩa, dự định sẽ hợp tác với lại người Nhật Bản. Người Nhật Bản? Người Nhật vì muốn có được bản đồ phòng thủ ở bên bờ biển, đã ra giá 3 triệu lượng vàng. Có vẻ như Hoàng Thúc muốn bán nước rồi. Trần đà chủ có dự định gì? Cận Nam dự định tập hợp người của Thiên Địa Hội, lấy lại tấm bản đồ bí mật quốc phòng này. Đúng vậy. Tấm bản đồ đó nếu như vào tay của người Nhật Bản, hậu quả sẽ khó lường. Đúng vậy. Mật báo đáng tin không? Vô cùng đáng tin. Nghe nói sẽ giao dịch trong mấy ngày này. Đại sư à, vì nước vì dân, Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ khó tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu. Trận chiến giữa Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ làm tổn thương rất nhiều chúng sinh. Đại trưởng phu có điều nên làm và không nên làm. Vì đại nghĩa của dân tộc chỉ có một lựa chọn. Trần đại chủ à, lão nạp bị mù hai mắt, đi lại bất tiện, không thể giúp cho Thiên Địa Hội một tay được rồi. Thực sự thấy vô cùng hổ thẹn. Đại sư quá lời rồi. Lần này Cận Nam đến đây có thể thăm hỏi đại sư cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trần đại chủ à, lần này xuất chiến tuyệt đối phải đề phòng người Nhật Bản. Bọn chúng đang ở gần đây. Hơn nữa, võ công cũng rất tinh nhuệ. Người Nhật đang ở gần đây sao? Không giấu gì cậu, lão nạp cũng đã có giao đấu với bọn chúng rồi. Thật không ngờ hành động của họ lại nhanh như vậy. Bây giờ đã tới Linh Ứng Tự rồi. Trần đại chủ cũng đã phái người lên núi nghe ngóng rồi phải không? Cận Nam đã điều tra được. Hắc y cao thủ A Nhĩ Thái phái đi đã xuất hiện dưới chân núi rồi. Xem ra giao dịch giữa A Nhĩ Thái với người Nhật Bản là ở gần khu vực Linh Ứng Tự. Thiệu phủ. Nhân Đức Đường. Hey, you.
Ta lượm đậu phộng răng ngựa lại giùm tí nè, không thiếu một hạt. Thôi được rồi, đi chơi đi. Được.